đến từ nhà thiết kế Tạ Linh Nhân dành cho thí sinh mang số báo danh 102 Trần Mai Kim Tiên. Lời đầu tiên cho phép Nhân được gửi đến các bạn lời chúc mừng sau khi các bạn đã lọt vào top 5 của cuộc thi Hoa hậu sắc đẹp toàn cầu 2018. Đối với Kim Tiên thì tôi có câu hỏi dành cho bạn như thế này. Vì sao trong trào lưu rất nhiều loại mốt mới hiện nay thì chiếc áo dài của dân tộc Việt Nam vẫn được nhiều người ưa thích? Dạ vâng, trước tiên là em xin cảm ơn nhà thiết kế Tạ Linh Nhân. Và trước khi em xin được trả lời câu hỏi của mình thì em cũng nhờ chương trình em gửi lời cảm ơn đến tất cả ekip đã hôm nay đồng hành với em tại đất nước Thái Lan và ban tổ chức của chương trình. Thực sự là em cảm thấy rất là vui, rất là vinh hạnh cùng các chị và các bạn đứng ở đây. Dù cho kết quả như thế nào thì em cũng xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và sau đây em sẽ xin được trả lời tới câu hỏi của mình. Vì theo em nghĩ, chiếc áo dài là một cái truyền thống văn hóa, gọi là bất cứ đất nước nào cũng sẽ biết được là của Việt Nam. Vì những cái thiết kế đường may, dù cho những thiết kế là trên hoa hay là trên thêu đều được rất là tinh tế, được đặc trưng bởi người phụ nữ một Việt Nam. Dù giống như chúng ta đến Trung Quốc thì chúng ta biết được sẽ ở áo sườn xám, còn khi đến ở Việt Nam thì người con gái Việt Nam luôn cảm thấy được rất là vinh hạnh, được rất là hạnh phúc khi được mặc trên cái tà áo dài của mình, của đất nước mình. Đó là câu trả lời của em. Em cảm ơn mọi người. Xin được chúc mừng Kim Tiên, xin mời bạn tiến sang phía bên trái của tôi.